Nếu như nhiều năm trước, toàn tỉnh Long An có khoảng 1.400 hectare trồng khoai mì. Tuy nhiên thì do giá cả bấp bênh cộng với đầu ra thiếu ổn định, thì vụ đông xuân 2022-2023, tỉnh chỉ đặt ra kế hoạch sản xuất khoảng 400 hectare. Đến nay, toàn tỉnh đã có 350 hectare được gieo trồng khoai mì, đạt tỷ lệ khoảng 86% so với kế hoạch. Theo nhiều bà con, ngoài việc đầu ra thiếu ổn định, thì giống khoai mì được trồng tại một số địa phương trong tỉnh đang trong giai đoạn thoái hóa, nhiễm bệnh nhiều, dẫn đến năng suất cho ra thấp, nên người nông dân không mặn mà việc xuống giống. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương phải nắm được danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ trồng khoai mì trên địa bàn để có biện pháp tuyên truyền về cách chọn giống phù hợp, góp phần tăng năng suất lợi nhuận cho nông dân. Tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng khoai mì cho tất cả nông dân có diện tích trồng khoai mì, trong đó chú ý đến công tác phòng chống bệnh khảm trên khoai mì. Đối với các huyện có diện tích trồng cây khoai mì, cần vận động nông dân tiêu hủy cây bị nhiễm virus sau khi thu hoạch và tuyệt đối không sử dụng làm giống hoặc là bán giống để hạn chế việc lây lan.